Everest không chỉ là một ngọn núi cao nhất thế giới, đó còn là một huyền thoại. Người ta tin rằng đỉnh băng tuyết vĩnh cửu là nơi trú ngụ của các vị thần linh. Đỉnh cao này còn khơi gợi những giấc mơ khám phá và chinh phục. Everest vẫn là một không gian tráng lệ và ẩn giấu trên đỉnh cao những bí ẩn của siêu nhiên. Đỉnh Everest nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, trên nóc nhà thế giới, dãy Himalaya. Đỉnh núi nhìn từ xa như một kim tự tháp ba mặt và tuyết phủ quanh năm. Người dân địa phương tin rằng đây là một đỉnh núi linh thiêng, nơi lưu giữ những năng lượng tối cao từ thần linh. Trước đây, phía Trung Quốc khẳng định Everest cao 8.844 mét, trong khi Nepal cho biết đỉnh núi cao 8.848 mét so với mặt nước biển. Sở dĩ có con số khác nhau này là do cách tính. Trung Quốc cho rằng chiều cao của Everest không nên tính cả phần băng trên đỉnh núi mà chỉ tính phần đất đá thôi, trong khi Nepal tính luôn cả phần chiều dày của băng vĩnh cửu. Từ năm 2010, hai quốc gia này thống nhất chỉ sử dụng một con số là 8.848 mét khi công bố chiều cao của Everest. Căn cứ vào lớp đá vôi, sa thạch và những sinh vật biển cổ đại hóa thạch trên đỉnh núi Everest, các nhà khoa học ước đoán có khả năng 450 triệu năm trước, đỉnh Everest từng nằm dưới đáy đại dương. Đỉnh núi Everest được tạo thành bởi sự va chạm giữa hai mảng lục địa Ấn và Á Âu khoảng 50 đến 60 triệu năm trước. Sự va chạm này khiến những phần đá được đẩy lên, tạo ra đỉnh núi cao nhất trên trái đất. Ngày nay, quá trình đẩy lên này vẫn đang diễn ra, khiến đỉnh Everest vẫn cao lên thêm khoảng 6mm mỗi năm. Từ xa xưa, người Nepal gọi Everest là Sagarmatha, tiếng địa phương có nghĩa là tráng trời. Còn ở Tây Tạng, người địa phương gọi Chomolangma, có nghĩa là thánh mẫu của vũ trụ. Tên gọi Everest được chính thức công nhận từ năm 1865. Everest cũng là tên riêng của ông George Everest, một người có công lớn trong quá trình nghiên cứu về đỉnh núi huyền thoại này. Sinh ra tại Anh, nhưng sau đó, ông đã dành 25 năm cuộc đời mình cho dự án khảo sát lượng giác vĩ đại do Anh tài trợ, với mục đích lập bản đồ tiểu lục địa Ấn Độ từ đầu những năm 1800. Ông đã dẫn đầu nhóm khảo sát và xác định ngọn núi cao nhất thế giới nằm trải dài giữa Nepal và Tây Tạng trên dãy Himalaya. Ở độ cao 8.848 mét, lượng oxy bao quanh đỉnh Everest chỉ bằng 1/3 so với gần mặt nước biển. Theo các nhà khoa học, cơ thể con người không thể chịu đựng được độ cao trên 6.000 mét. Càng lên cao thì lượng oxy càng ít đi, cơ thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ như phù phổi, phù não và tắc mạch máu. Ngoài ra, những tổn thương do bỏng lạnh sẽ tăng nhanh. Nhiều trường hợp bỏng lạnh xảy ra khiến người ta phải cắt đi ngón tay và ngón chân của mình. Khí hậu của Everest rất khắc nghiệt. Vào khoảng tháng 7, khi tiết trời ấm nhất, nhiệt độ trên đỉnh núi vào khoảng âm 19 độ C. Vào mùa đông, nhiệt độ trên đỉnh rơi vào khoảng âm 36 độ C. Bão có thể đến bất cứ lúc nào và nhiệt độ cũng có thể rất nhanh không dự đoán được. Những cơn gió trên đỉnh núi có tốc độ lên đến 160 km/h. Ở độ cao trên 8.000 mét so với mực nước biển, oxy là thứ xa xỉ với lá phổi của con người. Ở độ cao khủng khiếp này, không khí cực kỳ loãng, chỉ còn 30% so với mực nước biển. Giới leo núi chuyên nghiệp miêu tả, khi ở độ cao này, ngay cả khi được đeo bình dưỡng khí, thở cũng đã khó khăn. Một nhà leo núi nghiệp dư khi chạm đến độ cao này có thể bất tỉnh hoặc tử vong nhanh chóng. Đối với những tay leo núi chuyên nghiệp,
Nếu không có bình dưỡng khí, họ sẽ nhanh chóng bị cơn đau đầu xâm chiếm. Thiếu oxy cộng với nhiệt độ hạ mức âm độ C sẽ khiến họ nôn mửa, mất phương hướng và gặp ảo giác. Trên thế giới, có nhà leo núi đã chinh phục Everest mà không cần bình dưỡng khí, đó là ông Roy Hodgkinson. Ngày 8 tháng 5 năm 1978, nhà leo núi người Ý này cùng người đồng hành của mình đã trở thành bộ đôi lên đến đỉnh Everest mà không cần đến bình oxy. Đứng trên đỉnh núi cao nhất hành tinh có lẽ là giấc mơ của rất nhiều người. Có thể con người đã chạm đến Everest từ rất lâu nhưng chưa có thông tin ghi nhận. Năm 1924, George Mallory bắt đầu hành trình leo núi nhưng sau đó ông đã mất tích một cách bí ẩn. Đến năm 1953, những người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest thành công được công nhận là Edmund Hillary, người New Zealand và Tenzing Norgay, người Nepal. Kỷ lục leo đỉnh núi cao nhất thế giới này thuộc về Kamirita Sherpa, một người khuân vác Nepal đã 23 lần chinh phục Everest. Người nhỏ tuổi nhất leo Everest là công dân Mỹ 13 tuổi. Năm 2013, ông Yuichiro Miura, 80 tuổi, công dân Nhật Bản, đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới chinh phục đỉnh Everest. Jun Kotabe chính là cái tên của người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 1975 và bà cũng là người phụ nữ đầu tiên chinh phục 7 ngọn núi cao nhất của 7 lục địa. Kể từ năm 1953, hành trình leo đỉnh núi cao nhất thế giới này đã có rất nhiều sự thay đổi. Ngày nay, hàng trăm nhà leo núi đạt được kỳ tích này nhờ vào sự cải thiện đáng kể về kiến thức, kỹ thuật và cả những dịch vụ hỗ trợ cho những ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chi với cái giá cả rất đắt đỏ. Có thể nói, nhiều nhà leo núi không thể đến đỉnh Everest nếu như không có sự hỗ trợ của những người dẫn đường và khuân vác tại địa phương. Đa phần họ là những người Sherpa, đó là những người gốc Tạng, đa phần sinh sống tại vùng biên giới Nepal. Theo truyền thống, họ làm nông và họ có lối sống bán du mục. Người Sherpa có một cơ thể khỏe mạnh, họ gùi đồ nặng rất giỏi. Một nghiên cứu do Mỹ tiến hành vào năm 1976 thấy rằng những người Sherpa ở Nepal đã có sự biến đổi gen để thích nghi với cuộc sống ở Everest sau khi họ đã trú ngụ trong vùng đất cao nhất thế giới này suốt hàng ngàn năm. Người Sherpa còn có nhiệm vụ dẫn đường, thiết lập thang dây trên những dãy núi tuyết. Có thể nói, không cuộc chinh phục Everest nào có thể thiếu những người Sherpa. Tuy nhiên, họ vẫn luôn là những anh hùng lặng lẽ. Họ nhận tiền như một người làm công và đứng sau hỗ trợ cho các cuộc chinh phục. Đỉnh Everest có hai đường lên chính, đường leo phía đông nam từ Nepal và đường leo đông bắc từ Tây Tạng. Ngoài ra, còn có 17 đường leo ít thông dụng khác. Trong hai đường chính, sườn núi phía đông nam dễ hơn về mặt kỹ thuật và do vậy là đường leo được sử dụng thường xuyên hơn. Hầu hết các chuyến leo núi được thực hiện trong tháng 4 hay tháng 5 khi thời tiết đang thuận lợi. Trên đỉnh núi khắc nghiệt, ngày nay vẫn còn nhiều câu chuyện hư ảo. Cụ thể là vào tháng 9 năm 1975, hai nhà leo núi người Anh buộc phải qua đêm tại độ cao 8.000 mét. Để chống chọi với cái lạnh xuống đến âm hàng chục độ C, họ phải dùng chút sức lực hiếm hoi để đào hố tuyết và vùi mình trong đó. Nguồn oxy nhanh chóng cạn kiệt, không thức ăn và hơi ấm, cả hai đã nghĩ đến việc bỏ mạng vĩnh viễn trên Everest. Tuy nhiên, một chuyện không thể lý giải đã xảy ra. Sau khi sống sót trở về, cả hai đều thuật lại câu chuyện tưởng như hoang đường của mình rằng, trong ánh sáng le lói của chiếc đèn, họ nhìn thấy một nhà leo núi nọ trong hang tuyết ấm cúng. Nhà leo núi ấy còn chia sẻ hơi ấm và đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp cả hai sống sót trở về. Những nhà leo núi nổi tiếng khác cũng đã kể những câu chuyện tương tự trong chuyến hành trình chinh phục Everest của mình. Đối với các nhà leo núi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh khi đó, chắc chắn đã có một phép màu kỳ diệu nào đó giúp họ sống sót qua đêm lạnh giá ở Everest. Đó có thể là bí mật họ mãi mãi không thể lý giải được. Ngày nay, du khách có thể dễ dàng đến Everest từ hai con đường, Tây Tạng hoặc Nepal. Nếu là du khách bình thường, thì những đường mòn ô tô chở ngay tới trại nền.
Đứng ở đây, nếu may mắn gặp thời tiết tốt, bạn có thể nhìn thấy đỉnh Everest. Hoặc nếu muốn ngắm đỉnh núi vĩ đại này, từ trên cao, bạn có thể mua vé cho chuyến bay khám phá Himalaya và đỉnh núi Everest xuất phát từ thành phố Kathmandu, thủ đô của Nepal. Còn nếu là dân leo núi chuyên nghiệp, thì việc chinh phục đỉnh Everest là một thử thách cần phải cân nhắc cẩn thận và chuẩn bị chu đáo. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!